Xin chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại Group Combo Sống Lại. Và hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 344 Combo Sống Lại nhé. Ở cuối tập trước thì chúng ta thấy Dương San đang gặp Vương San San, đang dẫn theo Quỷ Đồng. Và liệu rằng Vương San San đang có ý định gì? Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Dương Gian khẽ nói qua quy luật của xúc sắc quỷ một lần. Đánh bạc cùng quỷ sao? Vương San San nói. Vật này khá là thú vị. Nếu như Quỷ Đồng thua thì sẽ như thế nào? Sẽ chết sao? Khóe miệng của Dương Gian lộ ra một nụ cười. Đây chính là nguyên nhân mà tôi cho cậu mượn quỷ xúc sắc. Khi quỷ thua thì sẽ không có chết, mà Quỷ Đồng cũng được coi như là lệ quỷ. Vậy nên khi thua thì cũng không có chết. Hai con quỷ không thể chết chơi cùng một trò chơi. Điều này không phải rất thú vị sao? Nếu cả hai con quỷ cùng chết đi sao? Vương San San nghi ngờ hỏi. Vậy hãy dùng cho cẩn thận, Dương Gian nói. Dù sao chuyện đinh dị cũng tràn đầy những yếu tố bất định. Không ai có thể đảm bảo kết quả của sự việc sẽ như mình muốn. Vậy nên hãy dùng nó vào thời điểm mấu chốt thôi. Tôi hiểu rồi. Vương San San nhẹ gật đầu, nhận lấy hai viên xúc sắc này. Nếu có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi. Bất kể cậu đang ở đâu thì tôi đều sẽ có mặt trong vòng một phút, Dương Gian nói. Có phải gần đây anh lại đánh nhau với Trương Vĩ không? Ánh mắt Vương San San khẽ chuyển động, nhẹ nhàng liếc một cái. Sao cậu lại hỏi như vậy? Vương San San nói. Anh coi bản thân mình là thần thánh sao? Khẩu khí lớn như vậy lại còn trong một vòng một phút nhất định sẽ có mặt nữa. Khẩu khí lớn sao? Tôi không cảm thấy như vậy nhá. Dương Gian sờ lên cái cằm. Vậy thì lúc gặp phải chuyện thì cậu cứ hô to lên gọi thần đi. Khi đó thực sự sẽ hữu dụng đấy. Nếu cậu bớt xem mấy loại phim không lành mạnh thì tôi sẽ tin tưởng cậu, Vương San San nói. Dương Gian sửng sốt nói. Đó cũng là chuyện đã qua, không nên nhắc tới nữa. Hơn nữa Trương Vĩ hại tôi cũng thỉnh thoảng giúp cậu ta tham khảo mà thôi. Cậu không nghĩ tới việc tìm một người bạn gái đứng đắn một chút sao? Vương San San nói. Thư ký Trương Đại Cầm khẳng định không thích hợp với anh đâu. Giang Diễm thì tốt hơn. Nếu không thì để tôi tìm Mưu Tiểu Thiện về cho cậu nhé. Hôm nay cậu nói hơi nhiều rồi đấy. Sao tự nhiên lại quan tâm tới việc riêng tư của tôi vậy? Dương Gian hỏi. Vương San San nói. Chẳng qua là tôi cảm thấy cậu hơi cô đơn mà thôi. Có người bồi bạn thì sẽ tốt hơn. Dù sao thì tôi cũng hiểu rõ mùi vị của sự cô độc. Ngự quỷ nhân đều là dị loại, đã chú định sẽ không được sống như người bình thường rồi, Dương Gian nói. Có khi một ngày nào đó tôi cũng phải chết trong một sự kiện linh dị nào đó, bị lệ quỷ giết chết chẳng hạn. Bởi vậy nên cậu càng cần phải trải nghiệm cuộc sống của người bình thường nhiều hơn, Vương San San nói. Được rồi, tôi đi đây. Không đợi Dương Gian lên tiếng, cô đã mang theo Quỷ Đồng quay người rời đi. Dương Gian trầm tư, nhưng mà cuối cùng thì vẫn lắc đầu từ chối đề nghị của Vương San San. Mà cậu ta cũng không có lo lắng đối với việc Vương San San tạm thời ra ngoài. Sự kết hợp giữa Quỷ Đồng cùng vật phẩm linh dị xúc sắc quỷ là quá đủ để ứng phó với nguy hiểm bên ngoài. Hơn nữa Vương San San cũng sẽ không có chủ động xâm nhập vào sự kiện linh dị. Lần này mang theo Quỷ Đồng cũng là lo xa. Dương Gian không quay trở lại chỗ ở, mà đi tới nhà của Hùng Văn Văn. Hắn nhấn chuông cửa. Người mở cửa là một người phụ nữ trưởng thành hiền lành, đức độ tài trí. Cô ta là Trần Thục Mỹ, mẹ của Hùng Văn Văn. Khi nhìn thấy Dương Gian, đầu tiên Trần Thục Mỹ cảm thấy hơi kinh ngạc, vui mừng nói. Dương đội trưởng, là anh sao? Nào vào đi. Không cần đâu gì Trần, tôi chỉ đến để báo trước cho Hùng Văn Văn rằng sáng mai cậu ta cần chuẩn bị để ra ngoài một chuyến cùng với tôi, Dương Gian nói. Trần Thục Mỹ lập tức hơi căng thẳng,
Cô đi tới cạnh Dương Gian, khẽ nói: Dương đội trưởng, đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi muốn xử lý một sự kiện linh dị, cần Hùng Văn Văn đi cùng. Dương Gian không có giấu giếm, hắn cảm thấy Trần Thục Mỹ có quyền biết chuyện này. Dù sao thì cô ta cũng là mẹ của Hùng Văn Văn, nếu cố ý giấu giếm thì cũng không phải là chuyện thiện ý, ngược lại là một loại lừa gạt. Nó có nguy hiểm không? Trần Thục Mỹ lo lắng nhìn Dương Gian bằng ánh mắt phức tạp. Dương Gian nói: Có nguy hiểm, nhưng không có lớn. Ít nhất Hùng Văn Văn sẽ không gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Dì Trần cứ yên tâm đi, dù sao thì dì cũng biết đấy, sự kiện linh dị liên tục phát sinh, cần những người như chúng ta đi xử lý. Nếu không thì cư dân của thành phố không thể nào an tâm sinh hoạt được. Tôi hiểu rồi, vậy mọi thứ xin nhờ đội trưởng giúp. Trần Thục Mỹ nói. Cô rất tín nhiệm Dương Gian. Nghe được Dương Gian nói rằng chuyện này không nguy hiểm tới tính mạng thì trong lòng đã nhẹ nhàng thở ra. Đừng lo lắng gì Trần, Dương Gian nói. Vậy tôi đi trước. Dương đội trưởng, anh không vào nhà một chút sao? Trần Thục Mỹ hô lên. Nhưng hắn cũng không có dừng lại. Sau khi thông báo xong thì lập tức rời đi. Dù quả thực Trần Thục Mỹ rất là xinh đẹp, đàn ông bình thường chắc chắn sẽ không có từ chối lời mời cuồng nhiệt từ một người như vậy. Nhưng Dương Gian thì khác. Ở trong mắt hắn thì đẹp và xấu đều có thể tùy ý tạo ra. Về nhà, do Trương Đại Cầm tan ca sớm nên bây giờ đang nấu ăn. Giờ như cô đã hoàn toàn quen với cuộc sống này. Việc làm thư ký cho Dương Gian quả thực rất tốt. Dương Gian không để Trương Đại Cầm tiếp tục nấu cơm, mà để cô ghi chép lại vài chuyện mới phát sinh gần đây. Một bản bút ký ghi lại về những trải nghiệm linh dị của Dương Gian đã dần hành thành, dần thành hình. Hầu hết đều là do Trương Đệ Cầm ghi chép, có một ít là Giang Diễm ghi chép. Bút ký này rất quan trọng, ít nhất Dương Gian cảm thấy là như vậy. Hãy giữ bản bút ký này thật tốt. Sau khi chép xong, Dương Gian căn dặn Trương Đệ Cầm. Tôi biết, sao tôi có thể dám cầu thả với việc quan trọng thế này được chứ? Trương Đại Cầm nghiêm nghị nói. Bên trong bút ký này có rất nhiều bí mật liên quan đến Dương Gian. Vậy nên ít nhất Dương Gian còn sống, thì thứ này không dễ bị ai lấy được. Sau khi Dương Gian chết rồi thì không sao. Dương Gian nhìn Trương Đại Cầm, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Quỷ ảnh phía sau hắn rung nhẹ, nhưng mà cuối cùng quỷ ảnh kia lại lặn đi. Vốn hắn định sửa đổi ký ức của Trương Đệ Cầm, thế nhưng hắn không muốn để linh dị ăn mòn cô. Nếu không thì một ngày nào đó hắn sẽ xảy ra vấn đề. Chắc chắn người bị linh dị ảnh hưởng là Trương Đệ Cầm cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cô có dự định gì cho tương lai không? Dương Gian hỏi Trương Đệ Cầm một vấn đề. Trương Đệ Cầm hơi sửng sốt nói. Dự định sao? Dự định của tôi à? Đương nhiên là ở chung với anh rồi. Làm sao chẳng lẽ anh muốn sa thải tôi sao? Cô chưa bao giờ nghĩ tới những vấn đề khác. Vậy tôi hỏi cô một chút, coi như là chuyện phiếm đi. Dương Gian thản nhiên nói. Khi nào Giang Diễm mới trở về từ quê vậy? Đã không gặp cô ấy một thời gian rồi, chắc không có vấn đề gì chứ? Trương Đệ Cầm đáp. Không có chuyện gì đâu, mọi thứ vẫn rất bình thường. Giang Diễm đang giám sát gia tộc, việc xây dựng phòng an toàn diễn ra không quá nhanh, phải mất 1 đến 2 tháng nữa mới có thể trở về. Nếu như anh nhớ cô ấy thì tôi có thể gọi điện bảo ngày mai Giang Diễm trở về, dù sao thì khoảng cách cũng không có xa. Tôi quan tâm đến tình hình quê nhà, dù sao nơi đó cũng dính đến một ít cố sự trước kia. Ánh mắt Dương Gian khẽ động. Hãy nghĩ tới người cha đã khuất từ lâu của mình, rồi nghĩ đến sự kiện linh dị kinh khủng kia, quỷ mộng, lại nghĩ đến dị loại được cỗ quan tài kia nuôi ở bên trong. Đó là một con ác khuyển có thể khống chế quỷ mộng, di sản chân quý của cha Dương Gian để lại. Tính toán thời gian thì còn nhiều nhất là 1 tháng, con ác khuyển kia sẽ thoát khỏi trói buộc của quỷ mộng, hoàn toàn tỉnh lại. Hắn tưởng tượng kỹ, vô cùng để ý vấn đề này. Khác với quỷ đồng, con chó săn màu đen kia đã hòa làm một thể cùng với lệ quỷ, có tất cả đặc tính của lệ quỷ, không thể bị giết chết, đồng thời không lo lắng lệ quỷ khôi phục.
có thể phát huy sức mạnh linh dị quỷ mộc đến cực hạn. Hiện tại điều mà Dương Gian lo lắng chính là sau khi vật kia thức tỉnh, nó sẽ nghe lời hắn sao? Một khi mất khống chế, vậy thì đó không phải là con chó nữa, mà là một sự kiện linh dị mang tên quỷ mộc. Đồng thời càng nguy hiểm hơn so với quỷ mộc trước đây. Nếu như ở quê có chỗ nào không đúng thì lập tức bảo Giang Diễm báo với tôi. Lúc bình thường hãy liên hệ với tôi nhiều hơn, đừng có đùa giỡn với việc này. Dương Gian nhìn Trương Đại Cầm nói. Trương Đại Cầm vội vã đáp. Tôi chắc chắn không giấu giếm bất kỳ việc gì. Tôi cũng rất để ý hỏi sự tình của lão gia. Dù sao thì điều đó cũng liên quan đến cuộc sống sau này mà. Vậy thì tốt rồi. Sau đó Dương Gian hỏi thăm tình hình công ty, rồi giao cho Trương Đại Cầm một ít xử lý chuyện, xem như một ngày này đã kết thúc. Ngày thứ ba trở lại thành phố Đại Sương, bắt đầu hành động. Phùng Toàn, Hoàng Tử Nhã, Hùng Văn Văn đều đã tập trung tại nhà Dương Gian từ sớm, bởi vì bọn hắn chuẩn bị đi xử lý sự kiện linh dị ô màu đen ngoại ô thành phố Đại Dương. Dựa theo thỏa thuận trước đó, sẽ cố gắng hoàn thành trong vòng đường này. Có điều trước khi lên đường, Dương Gian đã thảo luận với bọn hắn một chút. Dù sao thì Phùng Toàn cũng đã từng tiếp xúc qua sự kiện linh dị này trước đây, vậy nên cũng có một chút tin tức tình báo, cần phải cẩn thận lắng nghe ý kiến của hắn ta. 8 giờ sáng, một chiếc xe rời khỏi đô thị thành phố Đại Sương, đi đến ngoại ô của thành phố. Khu ngoại ô không phải không có người, gần đó có thị trấn, thôn làng, chỉ là hơi ít người mà thôi. Khu vực này gần đây có hiện tượng tương đối kỳ lạ. Đã vài ngày trôi qua, bầu trời bị mây đen che kín, xuất hiện những trận mưa nhỏ lưa thưa, ở trong không khí thoang thoảng mùi hôi thối, khiến cho người ta khó chịu. Dù hiện giờ thuộc ngày nóng ở trong năm, nhưng mà nơi đây đã mang đến cho người ta một cảm giác lạnh thấu xương. Dường như có một thứ gì đó đang đáng sợ, đang quanh quẩn ở đây, ảnh hưởng đến môi trường của khu vực này. Tiếng xe hơi phanh gấp vang lên. Ở trên con đường cao tốc bị phong tỏa, Dương Gian mở cửa xuống xe. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy một thôn làng thưa thớt nhà dân, nằm rải rác cách đó không xa, bị mưa bao phủ liên miên. Thứ đó có tình trạng di chuyển. Vị trí lúc trước của nó là vùng núi đằng kia, giờ đã chết sang hướng này. Giờ trong thôn vắng tanh không một bóng người. Tôi đã bảo mọi người khu vực gần đó sơ tán khẩn cấp từ trước. Sắc mặt của Phùng Toàn tối sầm lại như người chết vậy. Việc quỷ di chuyển là việc bình thường. Muốn ngăn cách quỷ bằng cách cô lập một khu vực là một việc không thực tế. Dương Gian nhìn ngôi làng bị chìm trong mưa kia, huyền ảo nhưng cũng lại chân thực, như là nó không thuộc về thế giới này vậy. Cơn mưa kia rất kỳ lạ. Nơi nó xuất hiện bốc lên mùi hôi thối của xác chết ngâm trong nước. Nhưng mà dù cả người bị ướt đẫm nước mưa, tôi cũng không nhận ra được chỗ kỳ quái. Tóm lại nó khiến cho người ta không yên tâm. Hơn nữa đó là quỷ có quỷ vực. Còn về phần cái ụ đen có tác dụng gì, tôi vẫn chưa biết. Phùng Toàn đơn giản nói một câu. Ở phía bên cạnh, Hoàng Tử Nhã nghịch ngợm mái tóc đen dày ở trước mặt nói. Mấy người chúng ta thêm đội trưởng nữa, liền đã có đủ khả năng để xử lý mọi chuyện. Chỉ cần không gặp phải sự kiện linh dị cấp S thì không có chuyện gì phải lo. Tiểu Dương, mau giải quyết xong việc này rồi đưa tôi trở về. Hôm nay tôi hẹn chơi game với Trường Vĩ. Hùng Văn Văn sốt ruột. Hắn không muốn đi làm, nhưng mà không cách nào khác. Ai bảo Dương Gian thuyết phục được mẹ hắn chứ? Dương Gian cầm trong tay cây trường thương, sau đó nhìn trời. Nói thực, tôi kỳ thực ghét trời mưa. Thực là một loại nước mưa có mang theo linh dị này. Nói xong, hắn đột nhiên mở quỷ nhãn ra. Ánh sáng đỏ rực bao phủ bốn phương tám hướng. Quỷ vực được mở ra. Lần này Dương Gian quyết định rất quyết đoán, trực tiếp mở ra 5 tầng quỷ vực, muốn tiễn một số linh dị không xác định. Đám mây đen trên bầu trời cũng đang mang theo linh dị, nên giữa ánh sáng màu đỏ của 5 tầng quỷ vực, bầu trời âm u bị quét sạch, khôi phục lại bầu trời xanh ngắt. Ánh mặt trời chiếu xuống, ngôi làng cách đó không xa, giống như là từ trong thế giới hư ảo trở về hiện thực. Một cảm giác kỳ lạ không nói nên lời đã biến mất. Những đám mây đen trong cả khu vực đã biến mất. Hoàng Tử Nhã kinh ngạc đến nỗi tất cả cảm xúc hiện qua ánh mắt. Việc khai thác sức mạnh linh dị của đội trưởng đã đạt đến khó tin. Không chỉ ảnh hưởng đến hiện thực mà còn có thể ảnh hưởng đến các hiện tượng linh dị khác.
thậm chí có thể phân tán những hiện tượng linh dị đó. Có quỷ trong thôn này. Dương Gian dùng quỷ nhãn quan sát. Hắn cảm nhận được tầm mắt của mình bị nhốt một loại năng lượng linh dị quấy nhiễu. Trước mắt người bình thường, ngôi làng vẫn yên bình nằm đó. Nhưng mà dưới quỷ nhãn của hắn thì ngôi làng lại méo mó, đung đưa, giống như là tín hiệu sẽ bị đứt đoạn bất cứ một lúc nào. Bây giờ mới xuất hiện sao? Bây giờ xuất phát sao? Phùng Toàn hỏi. Hay để Hùng Văn Văn tiên đoán trước đề phòng chuyện xấu xảy ra? Không ổn, đợi một chút. Dương Gian không nói lời nào mà tiếp tục đứng nhìn ngôi làng vắng tanh, không người ở đằng xa. Ngôi làng kia không hề cũ kỹ mà ngược lại đầy đủ sự hiện đại hóa. Những ngôi biệt thự nhỏ 3-4 tầng thể hiện phong cách của nông thôn mới, hoàn toàn khác với hình ảnh một vùng quê lạc hậu rách nát. Hơn nữa có không ít kiến trúc đều là kiên cố, cổ điển, có phảng phất mùi vị cổ kính. Hắn lặng lẽ quan sát, không làm bất cứ việc gì khác, nhưng mà đang như đang giết thời gian vậy. Những người khác cũng không có vội vã, kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao ở đây cách đó cũng khá là xa, không có gì nguy hiểm cả. Nếu tốn thời gian mà thu hoạch được tít tin tức thì cũng tốt. Khoảng 10 phút trôi qua, mây đen trên trời dần dần xuất hiện. Sau khoảng 15 phút mây đen phủ kín làng, sau đó mưa thưa thớt và nhỏ nhẹ. Và sau khoảng 30 phút, mọi thứ lại khôi phục dáng vẻ cũ kỹ. Hiện tượng linh dị mà Dương Gian giải trừ một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này rất bình thường. Ngọn nguồn linh dị vẫn còn. Hiện tượng linh dị sẽ không biến mất. Lúc trước Dương Gian chỉ giải trừ được tạm thời. Sau một thời gian mọi thứ đã trở về dáng vẻ ban đầu. Áp chế của tôi chưa có thể duy trì trong vòng 15 phút. Sau 15 phút ngôi làng lại bị linh dị quấy nhiễu và bị bao phủ bởi làn mưa. Dương Gian tính toán thời gian rồi nói. Cũng có thể nói, thời gian hành động của chúng ta là 15 phút. Sau 15 phút dù tình hình có thế nào, chúng ta tốt nhất nên rút khỏi ngôi làng đó trước. Nếu không tôi sẽ lại giải trừ lần nữa. Phong Toàn trầm ngâm nói. Tránh bị mưa làm ướt sao? Vì vậy 15 phút là thời gian tốt nhất để chúng ta hành động. Bây giờ bắt đầu tính, chúng ta nên hành động thôi. Dương Gian nói xong liền ra hiệu cho những người khác. Ba người Phùng Toàn, Hoàng Tử Nhã, Hùng Văn Văn lập tức dùng đồng hồ chỉnh giờ. Được rồi, rất nhanh họ đã chỉnh xong. Vừa mới dứt lời, quỷ vực của Dương Gian lần nữa mở ra, trực tiếp và mạnh mẽ đi qua. Một lần nữa xua tán mây đen vừa xuất hiện, đồng thời làm cho cơn mưa kia biến mất. Đợi đến khi họ xuất hiện lần nữa, thì nhóm người đã đứng ở lối vào của ngôi làng này. Ngôi làng khắp nơi ẩm ướt, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Con đường trước mặt vắng tanh, xung quanh im lìm, không có bóng dáng của người sinh sống. Chưa kể Dương Gian đã chuyển người rời đi rồi. Cho dù không chuyển thì hồn ma lang thang ở đây vài ngày cũng khiến ngôi làng trở nên trống không. Cả thôn có gì đó không bình thường, cho người ta cảm giác không chân thực. Dương Gian dùng quỷ nhãn quan sát. Hắn phát hiện những tòa nhà ẩm ướt nồng nặc mùi linh dị, cản trở sự quan sát của quỷ nhãn. Quỷ nhãn của Dương Gian không thể xuyên qua bức tường và nhìn thấy những gì đằng sau ngôi làng đó. Bọn họ hành động sau khi mưa đã tạnh rồi. Nếu hắn hành động khi trời vẫn còn đang mưa, tầm nhìn quán sẽ bị chặn nhiều hơn nữa. Kế hoạch rất đơn giản, nhanh chóng phong tỏa nguồn gốc quỷ, sau đó trực tiếp giam cầm chúng. Dương Gian cầm trong tay cây trường thương bị nứt, lúc này cây thương được bao phủ bởi một lớp da người chết kỳ dị. Đầu tiên vũ khí linh dị này nguy hiểm hơn nhiều so với trước đây. Có quy luật giết người, nó không chỉ có tác dụng với con người mà còn tác dụng với cả quỷ. Tuy nhiên, quỷ sẽ không chết nhưng bị áp chế. Nó vẫn có thể đóng một vai trò lớn trong những thời điểm quan trọng, có lợi cho việc giam giữ quỷ. Phùng Toàn, tìm con quỷ đó đi. Dương Gian trực tiếp nói. Phùng Toàn gật đầu. Anh ta không nói gì cả, trực tiếp sử dụng sức mạnh linh dị. Xung quanh anh ta dần dần xuất hiện sương mù dày đặc, bao trùm mọi thứ. Chẳng mấy chốc là toàn bộ thôn đều bị sương mù dày đặc bao phủ. Tầm mắt Dương Gian bị ngăn cản, nhưng mà sương mù ma quái của Phùng Toàn lại không bị ngăn cản.
Đây là điểm mạnh của quỷ vực trong hai người họ. Ở trong bất kể một tình huống nào cũng có thể hỗ trợ cho nhau. Muốn có một loại quỷ vực đầy đủ, các đặc tính là điều không thể. Trong khu vực bị sương mù ma quái bao phủ, mọi dấu vết hoạt động đều sẽ được Phùng Toàn cảm nhận được. Tức là cho dù quỷ tiến một bước trong đám sương mù dày đặc này, Phùng Toàn cũng có thể khóa ngay vị trí của nó, nhanh chóng tìm ra con quỷ đó. Tìm thấy không? Hoàng tử Nhã gấp gáp không kiên nhẫn hỏi. Phùng Toàn cau mày nói. Kỳ lạ. Cả thôn này ngoài chúng ta ra thì không có một ai. Căn bản không có bất kỳ một dấu vết sự sống nào. Đây là một thôn bỏ không? Tiểu Toàn, rốt cục anh có hành động không vậy? Thôn này nhìn qua là biết không bình thường mà. Nhưng anh không tìm thấy quỷ trốn ở đâu sao? Nhưng cũng không có trách được cậu. Có lẽ Tiểu Dương khóa vị trí quỷ thất bại rồi. Dù sao anh ta cũng sẽ phạm sai lầm mà. Hùng Văn Văn lắc đầu, rồi lại thở dài, toàn vẻ thất vọng. Dương Gian bình tĩnh nói. Tình hình linh dị quấy nhiễu ở đây rất nghiêm trọng. Chắc chắn quỷ ở đây. Nhưng việc tôi lấy kỳ lạ là quỷ cũng có quỷ vực. Nhưng bây giờ tôi không cảm nhận được cái sự tồn tại của quỷ vực. Ngược lại trước khi trời mưa xuất hiện, thôn này rất kỳ quái. Lúc mưa và lúc không mưa, hình như là hai loại cảm giác khác nhau. Có lẽ lúc mưa quỷ mới xuất hiện. Bây giờ thì không có mưa, quỷ sẽ không xuất hiện nữa. Phùng Toàn nói. Có lý. Trước lúc tôi thu hút quỷ đến, thì hoàn toàn ở trong mưa. Dù sao tôi không có năng lực giải trừ những đám mây đen kia, nên không biết lúc mưa xảy ra chuyện gì. Nếu như mưa thể hiện sự nguy hiểm, vậy thì chúng ta không cẩn thận rất dễ dàng bị chết. Dương Gian câu mày nói. Cảm giác bản năng của anh ta rõ ràng bản thân nên tránh trận mưa nhỏ không ngừng này. Đó không phải là một hiện tượng linh dị đơn giản, mà là một điềm báo trước nguy hiểm, nên hắn mới giải trừ những trận mưa, sau đó mới tiến vào trong thôn nơi nghỉ ngơi có quỷ. Sau đó mới tiến vào trong thôn nơi nghi ngờ có quỷ. Ai mà biết được trong thôn này căn bản là không có quỷ chứ. Có khi nào quỷ đứng im một chỗ không có hành động nên cậu không cảm nhận được? Hoàng tử Nhã nghĩ một lát rồi nói. Có khả năng này, nhưng mà nó không lớn. Con quỷ đó luôn ở trong trạng thái chuyển động. Ít nhất lúc tôi nhìn thấy quỷ thì vẫn luôn ở trong trạng thái di chuyển. Hơn nữa phạm vi ảnh hưởng của linh dị cũng có thể chứng minh. Chắc chắn quỷ có di chuyển. Các cậu đang nghi ngờ có thể thắp ngọn nến ma thử xem. Nói xong, Phùng Toàn lấy ra cây nến màu trắng vẫn chưa sử dụng. Sau khi đốt lên, có thể sẽ thu hút con quỷ gần đó đến. Mặc dù phần lớn thời gian ngọn nến màu trắng này là vô dụng, nhưng trong một vài tình huống đặc biệt thì nó lại cực kỳ quan trọng. Đốt nến sẽ thu hút quỷ xuất hiện. Dương Gian gật đầu, đồng ý hành động của Phùng Toàn. Không cần lo. Xung quanh đây không thể có con quỷ nào khác. Quỷ vực hắn đã khám phá một lần rồi. Nếu có quỷ thì chỉ có quỷ cầm ô đen mà thôi. Mọi người cẩn thận. Phùng Toàn bật lửa, đốt quỷ nến màu trắng. Hắn ta không cầm trên tay, mà đặt ngọn nến, mọn quỷ nến ở trên con đường trong thôn vắng vẻ kia. Quỷ nến màu trắng sáng lên. Ngọn lửa đen kỳ dị nhấp nháy, ngập tràn mùi kỳ dị và không rõ. Họ lùi lại một khoảng, không dám lại gần, đưa mắt nhìn xung quanh. Sương mù dày đặc dần dần tiêu tán. Sau khi thắp quỷ nến, Phùng Toàn không cần tiếp tục duy trì quỷ vực. Tuy rằng hắn ta đã khống chế được 3 con quỷ, nhưng mà cũng không có giết chết được con quỷ đó, cho nên hắn không muốn lãng phí linh dị. Thời gian dần trôi qua, ngọn lửa ma quái lung linh, không khí lạnh lẽo xung quanh lan tỏa. Mùi hôi thối ẩm ướt trong không khí dường như càng lúc càng nồng đậm. Nhưng mà điều khiến cho mọi người thấy kỳ lạ là quỷ không xuất hiện. Nó giống như là biến mất, hoàn toàn không ở gần đây. Ngay cả ngọn nến ma quái màu trắng cũng không có cách nào thu hút quỷ xuất hiện. Đây là lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng này. Hoàng tử Nhã cau mày, cảm giác cực kỳ kỳ lạ. Tốt hơn hết nên dựa vào năng lực tiên đoán của Hùng Văn Văn. Nhìn các cậu xem từng người, ngay cả quỷ cũng không tìm được, có bắt quỷ cái gì chứ? Hùng Văn Văn muốn đứng ra thể hiện bản lĩnh, nhưng bị Dương Gian ấn đầu ngăn chặn. Gấp cái gì?
giờ vẫn chưa phải lúc sử dụng năng lực tiên đoán của cậu. Đợi đến lúc cần tự nhiên sẽ để cậu tiên đoán. Được rồi, vậy xem Tiểu Dương cậu thể hiện đi. Hùng Văn Văn cũng là dẹp bỏ ý tưởng sử dụng năng lực tiên đoán của mình. Bây giờ đã qua 12 phút rồi, còn 3 phút nữa mưa sẽ quay lại chỗ này. Phùng Toàn nhìn thời gian, rồi lại nhìn ngọn nến ma quái ở phía trước. Vẫn không có gì. Con quỷ không bị thu hút, mặc dù xung quanh có vẻ khác thường, nhưng ác ma cầm ô lại không có hiện lộ ra. Sau 15 phút chỉ có trong thôn bị mưa, nhưng bên ngoài thôn chắc không mưa. Phải đợi một lúc gần 20 phút thì mưa mới xuất hiện ở ngoài thôn. Nếu tính như vậy, chúng ta có cơ hội lại gần vài phút để quan sát trong mưa. Dương Giản nói. Đến ma quái, cứ để không cần quản nữa. Cây quỷ nến này cứ để ở đây, không cần quản nữa. Không phải là đồ vật linh dị quý hiếm gì. Bây giờ chúng ta mau ra ngoài, sau đó quan sát tình hình bên trong. Hóa ra là như vậy, như vậy an toàn nhiều hơn. Hoàng tử Nhã hiểu gật đầu. Rất nhanh, Dương Gian và những người khác lại rút khỏi làng. Họ không rời đi quá xa mà đi dọc theo con đường vào làng. Những ngọn nến màu trắng ở trên đường vẫn luôn trong tầm mắt, không có rời xa. Lúc này những đám mây đen kỳ lạ bao phủ ngôi làng không người này, dần dần xuất hiện những hạt mưa thưa thớt rơi xuống. Sự ẩm ướt trong không khí, mùi hôi thối càng ngày càng nồng nặc. Ở trong mưa, ngôi làng vẫn giống như là cũ, nhưng mà bị dính loại mưa này, cảm giác ngọn nến kia sẽ bị dập tắt bất cứ lúc nào, gần như là rất nhanh sẽ bị nước mưa dập tắt. Vậy mà ngay lúc này, cách đó xa hàng chục mét, Dương Gian và những người khác đã nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Một bóng hình màu đen kỳ lạ cầm ô đen đột nhiên xuất hiện trong màn mưa, rồi từng bước đi đến ngọn nến ma quái màu trắng đang cháy ở trên mặt đất. Quỷ xuất hiện rồi. Giống như dự đoán trước đó, ngôi làng trong mưa quả thực đã khác hẳn ngôi làng trước đây. Trời mưa thì mới xuất hiện quỷ sao? Điều này hơi khác với tình huống lúc trước nha. Phùng Toàn nhìn chằm chằm thân ảnh quỷ dị cầm ô màu đen đang đi trong mưa, mở miệng nói. Lúc trước con quỷ ở bên trong xe buýt đã bị linh dị của xe buýt áp chế. Vốn dĩ tình huống sẽ không ác liệt lắm, nhưng mà quỷ đã xuống xe tại thành phố Đại Dương. Dưới lại tình huống không bị áp chế thì tự nhiên sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Vì vậy cũng không khó lý giải, khi xuất hiện lại tình huống này đều muốn xử lý. Quỷ chỉ xuất hiện trong mưa, chỉ sợ độ khó sẽ tăng lên. Khuôn mặt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Quỷ nhãn quán chuyển động, nhìn chằm chằm con lệ quỷ đang quanh quần cạnh cái nến màu trắng kia. Lập tức hắn hơi xúc động muốn xuất thủ. Với cái khoảng cách này thì đinh đóng quan tài trong tay hắn hoàn toàn có thể đóng đinh con quỷ này. Nếu không xuất hiện tình huống khác quấy nhiễu thì có lẽ sẽ thành công. Còn mấy phút nữa mưa sẽ tới bên này, động thủ hay là tạm thời rút lui đây? Hoàng tử Nhã để ý đến thời gian, đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này mây đen bao phủ ở trên đỉnh đầu, dày đặc cùng đen kịt. Trời đã chuẩn bị mưa, độ ẩm của không khí xung quanh khá là cao. Hùng Văn Văn, lập tức dự báo xác suất thành công nếu tôi động thủ đi. Lúc này Dương Gian nói. Được. Hùng Văn Văn lập tức sử dụng năng lực dự báo. Khi thức hắn trở nên hơi quỷ dị, xung quanh càng lúc càng lạnh, như là một con lệ quỷ vô hình đang phiêu bạt xung quanh vậy. Trong lòng mọi người xuất hiện một cảm giác vô cùng đặc biệt, như thể mình đang bị thứ gì đó theo dõi vậy. Quá trình dự báo diễn ra rất nhanh. Quá trình Dương Gian động thủ chỉ mất vài giây đồng hồ. Vậy nên rất nhanh Hùng Văn Văn đã biết kết quả. Hắn nói rằng, Tiểu Dương, anh sẽ thành công, nhưng hiện tượng linh dị cũng chưa kết thúc. Được rồi, rút lui trước đi. Dương Gian nhìn thoáng qua lệ quỷ đang cầm ô màu đen kia, sau đó quỷ vực trực tiếp bao trùm xung quanh mấy người, mang bọn hắn rời khỏi thôn trang yên tĩnh vắng vẻ này. Khi xuất hiện trở lại thì bọn hắn đã ở trên đường cao tốc bị phong tỏa, cách nơi kia rất xa. Do không còn nằm trong phạm vi bao phủ của vùng mưa nữa, vậy nên cơ bản ở đây sẽ không bị lệ quỷ để ý. Hùng Văn Văn, vừa rồi là có ý gì vậy? Vì sao anh thành công mà hiện tượng linh dị vẫn chưa kết thúc? Hoàng tử Nhã nói. Đây không phải là một chuyến tay không sao? Thật lãng phí sức mạnh linh dị. Rất đơn giản,
Con quỷ kia còn phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Hùng Văn Văn dự báo rằng tôi sẽ thành công đóng đinh con quỷ kia. Điều này không sai một chút nào. Chính tôi cảm thấy nếu như vừa rồi tôi động thủ thì nhất định đã có thể đóng đinh con quỷ kia. Nhưng hiện tượng đinh dị không biến mất lại chứng minh rằng chuyện này khá đặc thù. Dương Gian tỉnh táo nói, trong sự kiện quỷ chết đói, tôi trực tiếp dùng quan tài, dùng đinh đóng quan tài quỷ chết đói. Kết quả là rất rõ ràng. Quỷ vực phong tỏa thành phố Đại Dương đã biến mất. Những quỷ vật được sinh ra từ đó cũng đã biến mất theo. Sự kiện đinh dị cứ vậy mà kết thúc. Thế nhưng trong dự báo của Hùng Văn Văn, hiện tượng đinh dị lại không biến mất. Chuyện này chứng minh một điểm rằng quỷ cũng không có bị ta giam giữ. Mà sự kiện đinh dị còn chưa kết thúc cũng nói rằng dùng phương thức giam giữ bình thường thì không được. Bỗng nhiên Hoàng Tử Nhã nghĩ đến điều gì đó lên tiếng. Ý của anh là con quỷ này rất có thể sẽ khởi động lại sao? Điều này không có khả năng. Một khi bị đóng bởi quan tài, một khi bị đóng bởi đinh đóng quan tài, thì quỷ sẽ lập tức mất đi năng lực hành động, rơi vào trạng thái ngủ say, không thể sử dụng bất kỳ một sức mạnh linh dị nào. Vậy nên tuyệt đối không thể khởi động lại được. Đây chính là nguyên nhân Dương Gián rút lui. Phùng Toàn bên cạnh nói, có thể giam giữ được quỷ, nhưng lại không biết không kết thúc được sự kiện linh dị. Trước đây có sự kiện linh dị nào như vậy không? Sự kiện quỷ sai giống như là cũng không giống lần này cho lắm. Quỷ sai là một mảnh quỷ vực, cho nên mới không cách nào giam giữ bên trong quỷ vực quỷ sai. Phùng Toàn ngẫm nghĩ, hy vọng tìm ra manh mối từ các sự kiện linh dị đã từng gặp. Nếu như tìm ra được điều gì đó thì sẽ có thể nhẹ nhõm giải quyết sự kiện linh dị này. Nhưng thực đáng tiếc, từ kết quả phán đoán của Hùng Văn Văn thì con quỷ này khác biệt hoàn toàn với sự kiện linh dị trước kia. Mặc dù có một ít điểm chung, nhưng mà đó là những thông tin không thực sự hữu dụng cho lắm, chỉ cùng hiện tượng linh dị mà thôi. Hình ảnh mà anh thấy là gì vậy? Nói cụ thể có được không? Đừng bỏ sót chi tiết nào. Dương Gian hỏi Hùng Văn Văn. Hùng Văn Văn nói, sự kiện cũng rất là đơn giản. Tiểu Dương Anh trực tiếp ném cây trường thương kia ra, đóng đinh chết con quỷ trên mặt đất. Con quỷ kia cũng không có động tĩnh, giống như là đã bị giam cầm thành công. Nhưng mà bên trên bầu trời vẫn còn mưa, xung quanh vẫn là chảy xuống xối xả. Chiếc ô màu đen có thay đổi gì không? Dương Gian hỏi. Tôi quên rồi, Hùng Văn Văn nói. Hoàng Tử Nhã mở to hai mắt nói, manh mối trọng yếu như vậy mà cậu đã quên được sao? Quên thì quên thôi, dù sao những việc dính đến đồ vật linh dị thì đều không thể dự báo. Căn bản tôi cũng không có dự báo được cái ô màu đen kia. Hùng Văn Văn phồng mặt sốt ruột nói. Dương Gian không tiếp tục hỏi nữa. Dự báo của Hùng Văn Văn không sai, nhưng mà khả năng dự báo của anh ta khi đụng phải sự quấy nhiễu từ linh dị sẽ xuất hiện sai lầm. Chắc chắn cái ô màu đen kia là một vật phẩm linh dị, vậy nên nó có thể quấy nhiễu một chút dự báo của Hùng Văn Văn. Nhưng mà kết quả cuối cùng thì vẫn đúng, những chi tiết bị thiếu sót còn có thể được chấp nhận. Có lẽ phải cần thử động thủ lúc trời mưa xem thế nào. Chỉ khi nhốt được lệ quỷ kia thì mới có thể biết chuyện gì sẽ phát sinh sau đó. Phùng Toàn nói, từ dự báo có thể thấy được xác suất thành công chúng ta rất lớn, cũng không có nguy hiểm gì. Anh sai rồi. Không thấy nguy hiểm bên trong dự báo không phải là bởi vì không có nguy hiểm, mà là thời gian dự báo Hùng Văn Văn có hạn, không thể nào nhìn được chuyện phát sinh ở phía sau. Mặt khác, trận mưa này khiến cho tôi kiêng kỵ. Chắc chắn cơn mưa này có liên hệ nào đó cùng với cái ô màu đen. Nói không chừng uy hiếp của quỷ không lớn, mà uy hiếp của cái ô này mới lớn nha. Dương Gian nói ra điều mà mình lo lắng. Mặc dù vật phẩm linh dị không phải là quỷ, nhưng mà nếu như bị mất khống chế thì sẽ mang tới mức độ nguy hiểm không khác gì lệ quỷ. Thậm chí một mức độ nào đó thì vật phẩm linh dị còn khó đối phó hơn lệ quỷ, chẳng hạn như là quỷ tù nguyên rùa vậy. Cho đến bây giờ Dương Gian vẫn chưa giải quyết được nó. Cái lời nguyền rùa kia còn đeo bám hắn dai dẳng, không cách nào dứt bỏ. Vậy thì lúc giam giữ được tù được quỷ thì cướp cái ô màu đen kia vậy. Như vậy sao có thể ngăn chặn vật phẩm linh dị mất đi hiệu lực? Phùng Toàn nói. Mấy người nhanh chóng bàn luận, kiểm tra những khiếm khuyết của kế hoạch, sau đó chuẩn bị bắt đầu hành động tiếp theo. Hiện tại không có tiếp tục tiếp xúc với quỷ nên chưa phải đối mặt với nguy hiểm, có nhiều thời gian để bàn luận hơn. Nhưng đến khi thực sự hành động thì sẽ không có thong thả như thế này nữa. Nhưng mà dù bàn luận bao lâu đi nữa, bọn hắn vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp. Muốn giam giữ lệ quỷ này thì bắt buộc phải đi vào khu vực có mưa kia. Lúc trước đã rất rõ, chỉ khi có trời mưa thì quỷ mới xuất hiện,
Lúc không mưa thì có lẽ quỷ vẫn tồn tại, nhưng mà lại không hiện ra. Có vẻ như là nước mưa linh dị kia cùng loại môi giới, có thể khiến cho quỷ hiện ra tại thế giới thực. Điều này giống với sự kiện quỷ mộng. Có điều dương gian rất rõ rằng nước mê kia không phải là môi giới. Hắn suy đoán rất có thể con quỷ kia được sinh ra từ trong cơn mưa. Linh dị phụ thuộc lẫn nhau. Quỷ sinh ra vùng nước mưa linh dị, sau đó nước mưa linh dị lại sinh ra một lệ quỷ mới. Chỉ có như thế này thì có thể giải thích cho nguyên nhân vì sao trong dự báo của Hùng Văn Văn dương gian đã nhốt được quỷ, nhưng mà hiện tượng linh dị vẫn còn tồn tại. Nhưng mà tất cả những điều này chỉ là phỏng đoán mà thôi, vẫn phải đích thân hành động, tự mình đi kiểm chứng. Hùng Văn Văn, dự báo một lần nữa đi. Lần này cố gắng dự báo xa nhất có thể. Tôi muốn đảm bảo hành động lần này không xuất hiện vấn đề gì. Dương gian quyết định bắt đầu hành động chính thức. Hắn vận dụng năng lực dự báo của Hùng Văn Văn một lần nữa. Phản đối, anh đang vắt kẻ tôi đó. Hùng Văn Văn tỏ vẻ kháng cự nói. Dương gian nói, cậu không cần ăn vạ vào lúc này đâu. Không được, trừ phi anh đáp ứng rằng sau khi sự tình lần này kết thúc, anh sẽ hẹn hò cùng với mẹ tôi. Hùng Văn Văn chớp chớp mắt, đưa ra một yêu cầu khiến mọi người xung quanh cảm thấy kinh ngạc. Phùng Toàn lập tức nói, đây là chuyện tốt, không có vấn đề gì, khẳng định Dương Gian sẽ đáp ứng, yên tâm đi. Ai cũng biết mẹ của Hùng Văn Văn là Trần Thục Mỹ, một đại mỹ nữ. Hơn nữa có một mỹ nữ với vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên, hoàn toàn khác biệt với loại dựa vào sức mạnh linh dị để duy trì sắc đẹp như Hoàng Tử Nhã. Ngày bình thường cô ấy vừa ra khỏi cửa đã là có bao nhiêu người bắt chuyện rồi. Nếu không phải mọi người đều biết thân phận đặc thù của Trần Thục Mỹ thì chỉ sợ ngày nào đó sẽ có người đứng canh ở cửa mất. Đội trưởng, anh có thể kiếm lợi lớn rồi đấy, nhưng anh đừng có tình mới mà quên tình cũ nha. Hoàng Tử Nhã nháy mắt cười nói. Cô cũng không cảm thấy ghen tị. Quan hệ của cô cùng với Dương Gian là đồng đội, đồng sinh cộng tử. Dương Gian nhìn chằm chằm Hùng Văn Văn nói, cậu không thể đổi yêu cầu khác sao? Đừng có lôi mẹ của cậu vào chuyện này chứ. Cứ như là cậu không sợ ai biết đến mẹ của cậu vậy. Không được, phải là yêu cầu này. Tôi không có đổi, tôi không nói hai lời, anh có đáp ứng không? Hùng Văn Văn nói. Dương Gian không muốn lãng phí thời gian, hắn cảm thấy đây là một chuyện nhỏ nên không nghĩ nhiều nữa nói, được rồi, tôi đáp ứng. Sau khi sự tình kết thúc, tôi sẽ mời mẹ cậu ăn cơm. Không, không phải là ăn cơm mà là hẹn hò. Hùng Văn Văn nói. Được rồi, hẹn hò. Dương Gian cắn răng. Đường đường quỷ nhãn Dương Gian, nhưng mà lần này lại phải nhượng bộ rồi. Không đáp ứng sớm hơn được sao? Thời điểm mấu chốt còn phải dựa vào ta đó nhỉ. Hùng Văn Văn đắc ý, do hắn ta vận dụng năng lực dự báo. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nha. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện.